Đây là chương trình luật di trú và nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày 14 tây của tháng 11 năm 2016 và chương trình luật di trú và nhập tịch được trực tiếp gửi tới quý vị từ 6 giờ chiều cho tới 7 giờ chiều tối ngày hôm nay và chương trình này sẽ được chiếu lại vào sáng ngày mai từ 8 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng. Nếu quý vị ở khu vực Dallas thì đó là đài truyền hình Việt TV, còn ở Houston là đài truyền hình Việt Face. Thưa quý vị, đã gần tới một tuần rồi, uh, gần tới một tuần rồi là cái cuộc bầu cử của năm 2016 và có thể mình nói rằng là hoàn toàn tất cả mọi người rất là ngỡ ngàng về cái kết quả của cái cuộc bầu vừa vừa qua. thì tối ngày hôm nay thì uh, tôi sẽ đề cập về cái kết quả đó và cái tương lai của cái vấn đề di trú dưới người tổng thống mới đó là ông tổng thống uh, Donald Trump tương lai tương lai kết quả như thế nào rồi sau đó thì Tuấn sẽ tiếp đón tất cả những cái câu hỏi và cái thắc mắc của quý vị cho nên nếu quý vị muốn chuẩn bị gọi vào cho chương trình chiều tối nay thì số điện thoại là số toll free 844 858 7000 đó là 844 858 7000 phần 2 của chương trình thì mình có cái visa bulletin của tháng 12 năm 2016 thì mở đầu chương trình thì Tuấn cho quý vị thấy là cái kết quả của cái chuyện bầu cử vừa qua là đầu tiên là cái con số uh, con số phiếu uh, cử tri đoàn uh, là tổng thống uh, quý vị thấy là Donald Trump đã thắng 290 phiếu cử tri đoàn so sánh với bà Hillary Clinton là 232 uh, con số đó cho nên trên 270 uh, con số thì là được uh, đắc cử là tổng thống rồi quý vị cũng thấy là bên hạ viện bên uh, Quốc hội thì quốc hội có hai phần hạ viện và thượng nghị viện. Thì bên hạ viện thì cũng nằm bên Đảng Cộng hòa luôn và bên thượng nghị viện cũng nằm bên Đảng Cộng hòa luôn. Cho nên bên hạ viện thì con số là gần tới 238 cho Đảng Cộng hòa và 193 cho Đảng dân chủ. Còn bên thượng nghị viện là uh, cũng giống như hiện tại bây giờ thôi là con số là gần tới 51 52 người là bên Đảng Cộng hòa so sánh với khoảng 48 người là Đảng dân chủ. Cho nên nói tóm tắt lại thì chúng ta hiện tại bây giờ đi vào năm 2017 thì sẽ có cái gì? Thì chúng ta sẽ có bên tổng thống là Đảng Cộng hòa đó là ông tổng thống tương lai Donald Trump. Quốc hội bên Hạ viện và cũng bên Thượng viện luôn là tổ, uh, là bên Đảng Cộng hòa luôn và bên uh, tòa tối cao pháp viện thì chúng ta đang có 8 chân án. Và cái sự uh, mất mát của ông uh, của một người chân án trước đây thì phần trăm cao là tổng thống tương lai Donald Trump sẽ uh, appoint một người uh, liên quan hoặc là có cái sự uh, tinh thần giống như Đảng Cộng hòa lên cái cái vai chức mới của chân án. Cho nên nói tóm tắt lại À, tất cả tương lai à, bên Washington DC thì nó nằm hết bên đảng cộng hòa luôn. thì cái di chú tương lai nó sẽ đi như thế nào thì đây là một cái phần rất là lo sợ cho cộng đồng Latino, cộng đồng bên Trung Đông và cũng có thể mình nói là cộng đồng bên Á Đông nữa. À, trong cái thời gian mà ông ta là ứng cử viên à, thì ông tổng thống à, ông Donald Trump có đưa ra cái kế hoạch gọi là cái 10 Point Plan là cái kế hoạch 10 điểm cho cái vấn đề thay đổi hoặc là cải chính cái mặt luật di trú. À, thì căn cứ vào cái 10 điểm này thì chúng ta hiểu biết rằng là không phải là cái 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 tương lai về di trú ông ta sẽ tính như thế nào. Và đồng thời hiện tại bây giờ thì có hai vai trò rất là lớn đang cố vấn cho ông ta từ hồi đó cho tới bây giờ và bây giờ cũng là cái team mới của ông ta luôn. Thì mình sẽ nói sơ qua hai người này thôi. À, đầu tiên là cái uh, một người trước đây là Chris Kobach. Uh, Chris Kobach là hồi trước uh, đã giúp cho tiểu bang Arizona uh, viết cái 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 mặt luật gọi là SP 1070. À uh, nếu mà quý vị nhớ trong những cái chương trình trước thì mình có nói về SP 1070. Đây là một cái tiểu bang À, bên Arizona đưa ra cái đạo luật SB 1070 để cho phép những cơ quan thi hành luật pháp hỏi về cái vấn đề giấy tờ của người ta đang ở đây bất luật pháp. Và, và cái người thứ nhì đó là cô Danielle Kutruna. Daniel à, Danielle Kutruna thì à, là một người tư vấn cho Thượng nghị sĩ Sessions à, Session của tiểu bang Alabama. Thì à, Thượng nghị sĩ Session là một trong cái người cái team mới của tổng uh, của ông Donald Trump thì cô này cô giúp về cái vấn đề uh, viết lên những cái dự luật liên quan về cái mặt luật di trú hoặc là cái kế hoạch để liên quan về cái mặt luật di trú. Cho nên nói tóm lại không phải là cái 10 điểm của cái kế hoạch của ông ta không đâu mà hiện tại bây giờ thì cái team của ông ta uh, và có thể mình nói cái tương lai administration của ông ta thì cũng liên quan với những cái người mà muốn thay đổi cái mặt luật di trú mà thay đổi về cái phương cách rất là conservative, rất là bảo thủ hơn. Thì trở lại cái thời điểm mà ông ta là ứng cử viên thì ông ta có đề nghị thay đổi cái mặt luật di trú với cái 10 cái kế hoạch hoặc là 10 cái điểm trong cái kế hoạch của ông ta. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái 10 điểm kế hoạch của ông ta. À, đây, mình chưa biết ông ta sẽ tính như thế nào. Nhưng mà trong cái phỏng vấn vừa qua à, với 60 Minutes của CBS thì ông ta cho biết rằng là ông ta sẽ ước lượng à, trong cái thời gian ngắn ngủi khi ông ta là tổng thống Thì ông ta sẽ tiến hành thủ tục trục xuất gần tới cho 2 triệu cho tới 3 triệu người đang ở đây bộ luật à, Đây là cái vấn đề mà rất là lo sợ cho cộng đồng của Latino, cộng đồng Trung Đông và có thể là cộng đồng Á Đồng à, Nói tóm lại thì uh, nó là trong cái thời điểm mà mình chưa biết người ta sẽ tính như thế nào nhưng mình có thể đoán được là căn cứ vào cái quá khứ người ta đã nói cái gì khi người ta uh, là uh, ứng cử viên. Thì bây giờ mình đi vào cái 10 điểm của cái kế hoạch của ông ta. Cái điểm đầu tiên là xây cái tường Bill Wall. Xây cái tường đây là cái tường mà gọi, gọi, gọi biên giới giữa Mexico và uh, nước Hoa Kỳ thì cái 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 biên giới nó gần hơn 650 mang thì hiện tại bây giờ à, cũng có một số cái tường hoặc là cái hàng rào để ngăn cách cái, cái, cái biên giới của nước hoa kỳ thì cái này mình không biết là ông ta có thể thi hành được hay không tại vì quý vị biết là cái, cái, cái quyền của người tổng thống cho dù quyền rất là lớn nhưng mà liên quan về vấn đề ngân sách hoặc là tiền bạc để trả công thì cái đó là cái quyền dưới cái bên quốc hội à, cho dù quốc hội cũng thuộc về đảng cộng hòa luôn À, mình không biết là bây giờ ông ta có vẫn tiếp tục ý định như vậy hay không nhưng mà à, hiện tại bây giờ cũng đang có cái kế hoạch hoặc có cái đề nghị cái thứ nhì là chấm dứt cái chương trình bắt và thả catch and release à, nói tóm lại à, cái chương trình này là cho những người đi vào đây bất hợp pháp à, dĩ nhiên khi người ta không có phạm tội gì hình sự và căn cứ vào cái sự hạn chế của những cái chỗ nhốt hoặc giam người ta hoặc là nhiều khi người ta có cơ hội xin những cái gì trước tòa di trú thì nhiều khi người ta được thả ra hoặc là đi trình diện rồi sau đó đi với uh, tòa di trú cho nên ông ta có ý định là chấm dứt cái chương trình này nghĩa là phải nhốt người ta để cho người ta thi hành cái cái trục xuất người ta về cái nước của người ta cái thứ ba là thành lập một cái đội hoặc là thành lập một cái uh, tổ chức để chuyên uh, trục xuất bất cứ người nào đang ở đây bất hợp pháp nhất là những người đang có cái vấn đề hình sự À, thật sự mà nói thì trong cái uh, cơ quan thi hành luật pháp về mặt luật di trú và những cái cơ quan khác thì người ta đã thành lập cái này từ lâu rồi để focus để uh, focus vào những người không phải ở đây bắt luật pháp không mà vi phạm tội mà chưa có quốc tịch nữa thì cái chương trình này đã có từ lâu rồi nhưng ông ta muốn mở rộng ra để tiến hành tục tục trục xuất rất là nhiều người cho thành lập cái đội này lớn tăng, tăng cường cái thành lập cái expand ra mở rộng ra để cho thi hành nhiều hơn cái thứ tư thì à, cái vấn đề này cũng là cái ý kiến của bên ông Session và đây từ cái 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 sự cố vấn của ông Session là bà Kuchuna đưa ra là chấm dứt cái ngân sách cho những cái thành phố mà chống lại cái vấn đề thi hành luật di trú. À, nói tóm lại là có những cái thành phố giống như Houston, San Francisco, uh, New York hoặc là Chicago. Thì trong những cái thành phố này người ta cố ý người ta không có thi hành cái mặt luật di trú tại người ta muốn cái sự uh, bình an và an toàn cho cái người trong thành phố đó. Thì một cái cách là uh, không cho cái ngân sách của liên bang cho cái những cái thành phố đó nếu mà cái thành phố tiếp tục uh, chứa hoặc là cản trở về cái vấn đề mặt thi hành luật di trú cho những người đó bất hợp pháp. Cái thứ năm là cái lớn nhất là, là chấm dứt tất cả cái quyết định hành pháp của tổng thống Barack Obama. À, đây là cái thiệt thòi của cái cuộc bầu cử vừa qua. Thì tuấn nghĩ rằng sẽ ảnh hưởng hơn 840 000 em đã được tham dự vào cái chương trình DACA. À, quý vị theo dõi chương trình với tuấn thì tuấn nói về cái chương trình À, tạm thời cho những em từ nhỏ tới lớn ở đây qua đây trước khi 16 tuổi có quyền à, có quyền đi làm việc à, không lo sợ vấn đề thủ tục trực xuất. Wow, cái đó là cái quyết định hành pháp mà tổng thống Barack Obama đưa ra vào năm 2012. Dĩ nhiên năm 2014 thì ông ta mở rộng cái quyết định hành pháp đó nhưng mà cái quyết định hành pháp năm 2004 đã bị cái chăn chấp trên tòa tối cao pháp viện mà không được bắt đầu. À, thì phần trăm rất là cao, phần trăm rất là cao là ông Donald Trump sẽ chấm dứt cái quyết định hành pháp này chấm dứt cái quyết định hành pháp này và nó sẽ ảnh hưởng hơn 840 ngàn em mà đang có giấy phép làm việc ở đây không phải là cái chương trình DACA không mà nó có thể ảnh hưởng những cái chương trình tạm thời hoãn trực xuất hoặc là bảo vệ cho người ta ở giả sử giống như của Haiti à, của Central America hoặc là một nước khác đang trong cái tình trạng chiến tranh Nói tóm lại cái quyết định hành pháp của Tổng thống cho dù cho phép hay là không cho phép, ông ta đều có quyền hết. Mà cái quyền này hoàn toàn là cái quyền của người Tổng thống hoặc là cái chi nhắn tư pháp. Ok. Cái phần thứ sáu, cái phần thứ sáu là extreme vetting hoặc là cái cái phần thứ sáu là từ cái vấn đề mà không cho người liên quan về Hồi giáo qua nước Mỹ. Nhưng mà sau đó điều chỉnh lại là cứu xét rất là khó khăn, cứu xét rất là khó khăn hoặc là cấm một số người từ một số quốc gia liên quan về khủng bố không được vào nước Mỹ. À, đây nó liên quan về cái vấn đề chương trình uh, refugee hoặc cái chương trình tị nạn. Cái phần số 6 uh, là uh, cái liên quan về cái chương trình tị nạn và quý vị thấy trong những cái tin tức là một số người ở bên Trung Đông tại vì chiến tranh bên Iraq, chiến tranh bên Afghanistan, chiến tranh bên Syria thì bây giờ có một số người đang ở trại tị nạn và muốn vào định cư vào nước Hoa Kỳ thì mỗi năm tài chính mỗi năm tài chính tổng thống có quyền quyết định bao nhiêu người tị nạn vào được nước Mỹ. Hiện tại bây giờ năm 2016 thì tổng thống Barack Obama đã quyết định rằng là gần 70.000 sẽ được vào đây theo cái chương trình tị nạn. Rồi năm 2017 là gần tới 120.000 có thể vào đây theo chương trình tị nạn. Well, với tổng thống mới thì ông ta có quyền có quyền hạn chế hoặc là bỏ cái 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 con số đó luôn hoặc là cấm một số người tị nạn từ quốc gia liên quan tới cái vấn đề nguy hiểm cho an quốc phòng không vào được nước hoa kỳ đó cho nên cái chương trình tị nạn cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn à, nhớ lại cách đây mấy chục năm quốc gia việt nam của ta hoặc là người cộng đồng của ta chúng ta cũng là cái con số người tị nạn đó. À, số 7, cái điểm số 7 là như thế này à, ép buộc hoặc là à, yêu cầu những cái nước mà những cái người mà, những cái nước mà có những cái người mà đang có lệnh trực xuất mà không có nhận cái người ta trở lại trong đó có Việt Nam, trong đó có Cuba trong đó có Iran có North Korea thì ông ta muốn những cái quốc gia đó nhận những người đã có lệnh trực xuất rồi thì riêng biệt cái này nó sẽ ảnh hưởng quốc gia Việt Nam à, Hiện tại bây giờ với cái bản ghi chú Giữa Cơ quan thi hành mặt thuật ghi chú và chính quyền Việt Nam Thì chính quyền Việt Nam sẽ nhận những người nào Qua đây Sau ngày 12 tây tháng 7 của năm 95 12 tây tháng 7 năm 95 Mà đã có cái lệnh trực xuất Trước năm 95 Thì chưa có đề cập gì hết Cho nên với cái điểm này thì có thể người ta sẽ từ thương lượng thêm nữa. À, còn vấn đề cái này nó cũng liên quan nhiều khi về cái vấn đề ngoại giao hoặc là chính trị nữa. Cho nên nhiều khi nó là một cái điểm thôi. Cái số 8, cái số 8 là nước Hoa Kỳ đã cố gắng từ lâu rồi là theo dõi những người đang ở đây khi người ta vào nước Mỹ với những cái hình thức gọi là biometric hoặc là fingerprint. À, hiện tại bây giờ khi ra show thì người ta À, biết được nhưng mà khi đã vào rồi thì người ta sống ở đâu hoặc là khi người ta rời khỏi Cái đó khó để theo dõi người ta Cho nên đó là tại sao mình có hơn 11 triệu người đang ở đây Polo Farm Cái điểm số 9 là uh, support hoặc là uh, uh, tăng cường cái sự áp dụng của cái chương trình E-Verify Chương trình E-Verify đây mình nói cố gắng mình nói là cái chương trình thôi Tại bất cứ cái gì muốn thành luật thành luật phải đi qua Quốc hội cho nên hiện tại những cái cơ quan muốn làm việc với chính phủ thì phải tham dự vào cái chương trình Everify nghĩa là uh, người ta có thể uh, những cái cơ sở đó có thể uh, liên lạc với bộ lao động để xem người này có giấy phép đi làm việc ở đây hay không đó và mình có thể nói xem với cái điểm này là người ta sẽ cố gắng phạt rất là nặng cho những cái cơ sở mướn người lao động bất hợp pháp đó. Và cái, cái điểm số 10 trong cái kế hoạch của ông ta là hạn chế định cư vào nước Hoa Kỳ cho dù cái định cư đó đúng theo luật pháp, đúng theo luật pháp. Ok, đây nó sẽ là ảnh hưởng quốc gia Việt Nam rất là nhiều. Cho nên nói tóm lại thì chúng ta sẽ thấy cái quota, cái con số mà cho vào nước Hoa Kỳ nếu mà cái này được thành công à, thì sẽ bị hạn chế lại, không có... Tăng cường con số mà quý vị đã thấy là bảo lãnh cho thân nhân chờ rất là lâu rồi. Với cái điểm số 10 này không phải là tăng cường cái con số để cho người ta vào đây thêm, mà hạn chế lại. dĩ nhiên cái số 10 thì nó liên quan về vấn đề thành lập luật pháp. Thành lập luật pháp như vậy thì nó lại về cái trách nhiệm của quốc hội nữa. À, nói tóm lại là chúng ta thấy rằng cái 10 điểm trong cái kế hoạch của ông... À, tổng thống tương lai Donald Trump thì nói tóm lại là hạn chế, hạn chế và hạn chế uh, định cư vào nước Hoa Kỳ và có thể tiến hành thi hành những cái uh, luật để cho người ta ở đây bất pháp rời khỏi nước Hoa Kỳ. Uh, sau cái, cái 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 bầu cử vừa qua thì chúng ta lại thấy bên uh, đảng Cộng hòa ông thượng nghị sĩ uh, Graham yeah. Lindsey Graham của South Carolina đã introduce giới thiệu cái dự luật SP 744, à, quý vị nhớ rằng là năm 2013 bên thượng nghị viện đã thông qua cái dự luật SP 744 để cải chính hoàn toàn lại cái mặt luật di trú và nhập tịch Hoa Kỳ. Đó, thì à, ông ta là một trong 8 người thượng nghị sĩ đầu tiên mà à, bắt đầu muốn cải chính lại cái mặt luật di trú, thì ông ta reintroduce lại là giới thiệu lại cái dự luật đó bên thượng nghị viện. Cho nên rất là có thể chúng ta bắt đầu thấy cái yêu cầu thay đổi mặt luật chi trú mà chúng ta đã nói rất là nhiều cái thời gian vừa qua từ năm 2005 cho tới năm 2007 cho tới năm 2013 và có thể năm 2017 nữa. Cho nên vào năm 2017 trong cái thời gian khi mà ông Donald Trump sẽ bắt đầu cái nghiệp là tổng thống của nước Hoa Kỳ thì mình sẽ thấy cái sự thay đổi trên mặt luật di trú rất là nhiều rất là nhiều và rất tiếc và rất tiếc là coi chừng cái sự thay đổi nó không tốt cho cộng đồng của chúng ta hoặc là hạn chế lại cái di dân cho nước Hoa Kỳ à, dĩ nhiên khi mà chúng ta thấy cái cuộc bầu cử vừa qua thì chúng ta cũng nhớ rằng là cái hiến pháp Hoa Kỳ cái hiến pháp Hoa Kỳ là căn cứ vào cái check and balance cái hệ thống check and balance của ba cái chi nhấn uh, của judicial là uh, tư pháp, hành pháp và lập pháp cho nên cho dù chúng ta thấy là một người uh, muốn hạn chế cái vấn đề điện cư vào nước Hoa Kỳ hoặc là muốn uh, tiến hành cái thủ tục trực xuất rất là nhiều người ở đây bất hợp pháp nhưng mà nhớ rằng là cái vai trò của cái người đó nó cũng căn cứ vào cái khả năng bên quốc hội và bên tư pháp nữa à, dĩ nhiên bên quốc hội hiện tại bây giờ là cũng bên đảng cộng hòa nữa là cũng là cái đảng của ông tổng thống tương lai của Donald Trump à, vừa rồi thì tuấn nói sơ qua về cái vấn đề mà à, di trú tương lai sau cái cuộc bầu cử vừa qua khi mà ông Donald Trump đã thắng trong cái cuộc bầu cử vừa qua, thì tương lai chúng ta sẽ thấy rằng sẽ thấy rằng là cái mặt luật di trú Hoa Kỳ có thể là cái quan trọng đầu tiên cái priority đầu tiên để cho người ta cải chính lại. À, nhưng mà cái cải chính đó Tuấn nghĩ rằng Tuấn nghĩ rằng là không phải mở rộng trong vấn đề định cư mà có thể siết lại siết lại especially cái người ta đang ở đây bất luật pháp. À, giống như cái 10 điểm mà trong cái kế hoạch của ông ta đưa ra. Thì trong cái đó thì nó cũng có một số ảnh hưởng cộng đồng của chúng ta. Đó, nhưng mà cái ảnh hưởng lớn nhất là cho những người đang ở đây bất luật pháp. Và cái con số người đang ở đây bất luật pháp là gần tới 11 triệu người lực. Đó. Còn riêng biệt quốc hội có được, à, có, 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 có thể làm việc được hoặc là thương lượng được như thế nào thì cái đó cũng khó mà nói được nhưng mà hiện tại bây giờ với cái con số mà à, cái, với cái, những cái người cố vấn của ông ta thì chúng ta expect dự trù là cái mặt luật di trú và cái vấn đề thay đổi trên mặt luật di trú sẽ siết lại và sẽ có thể hạn chế cái vấn đề người ở đây bất pháp và cái priority đầu tiên là giống như người ta đã nói là bảo vệ biên giới Hoa Kỳ và thi hành mặt luật di trú để tiến hành thủ tục trục xuất cho một số người gần tới 11 triệu người tại Bộ Pháp. Thưa quý vị, quý vị đang theo dõi chương trình luật di trú và nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Hi Tuấn và chương trình ngày hôm nay là ngày 14 Tây của tháng 11 năm 2016 một tuần gần đúng một tuần sau cái cuộc bầu cử vừa qua. À, tới đây kết thúc phần đầu của chương trình chiều tối nay và chúng ta sẽ trở lại phần 2 trong vòng giây lát. Trong phần uh, trong phần 2 thì chúng ta sẽ tiếp đón những cái câu hỏi và cái thắc mắc của quý vị. Xin mời quý vị uh, trở lại phần 2 sau khi uh, vài phút.